Điện thoại cấu hình cao chưa bao giờ rẻ như bây giờ. Hiện tại mình có tham khảo tại website của Điện thoại Hay, một trong những đơn vị bán điện thoại giá rẻ nhất trên thị trường bây giờ, thì Redmi K40 chạy con chip Snapdragon 870, màn hình AMOLED 120Hz, có ROM quốc tế tiếng Việt đầy đủ, bây giờ đang chỉ có mức giá là khoảng 4.790.000 đồng. Hay như là Redmi K60, cái chiếc điện thoại mà chạy con chip Snapdragon 8 cộng Gen 1 này, rồi là bộ nhớ trong 256GB, bây giờ cũng chỉ có mức giá là khoảng hơn 7 triệu. Đấy, hay như là GT Neo 5 SE, bây giờ cũng chỉ có mức giá tầm khoảng 6 đến 7 triệu mà thôi. Chúng ta đã có thể lựa chọn được phiên bản bộ nhớ trong 256GB, RAM 12GB, pin 5.500, sạc 100W, màn hình 1.5K, 144Hz luôn. Đấy, hay như là tiết kiệm tiền hơn, dưới 6 triệu thôi là chúng ta đã có thể mua được Redmi Note 12 Turbo với con chip Snapdragon 7 cộng Gen 2, rất mạnh mẽ rồi. Đấy, và nếu mà muốn rẻ hơn nữa thì chúng ta sẽ có Redmi Note 12R, bây giờ đã có mức giá có 2.690.000, được con chip Snapdragon 4 Gen 2, màn 90Hz, chip 4 Gen 2 là mạnh hơn chip 695 đấy nha anh em nhé. Đấy, mà mức giá 2 triệu mấy thôi, thì anh em thấy sao? Tất cả thông tin mình đã để phía dưới phần ghim comment cũng như là phần mô tả video này. Rồi, và chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube Dương Dê. Đây là số tư vấn điện thoại. Ok, chúng ta sẽ đến với những câu hỏi đầu tiên nào. Câu hỏi đầu tiên có bạn hỏi là iPhone 14 Pro Max tăng giá kìa, không bán được iPhone 15 nên là đẩy giá thì phải. Đấy, thế thì mình cũng đã phân tích cho các bạn trong rất nhiều video rồi, nhưng mà lúc đấy thì có nhiều bạn bảo là các bạn không tin. Đấy, nghĩa là sao? Nghĩa là lúc đấy mình có bạn hỏi mình là khi iPhone 15 ra mắt thì iPhone 14 Pro và 14 Pro Max có giảm giá nữa hay không ấy, thì mình đã nói là gần như là rất khó giảm giá, hoặc nếu không giảm giá thì, hoặc nếu mà giảm giá thì nó sẽ giảm giá rất chậm, nó không đáng để chúng ta chờ đợi. Và thậm chí là sẽ có một số những trường hợp nó tăng giá lên để làm gì ạ? Để bán được những cái dòng sản phẩm iPhone đời mới bây giờ. Các bạn tưởng tượng như này này, khi mà iPhone 15 ra mắt 4 sản phẩm thì cái iPhone 15 thường với cả iPhone 15 Plus nó sẽ có cái mức giá xem với cả iPhone 14 Pro với cả iPhone 14 Pro Max, đúng không nào? Thế thì nếu mà thời điểm đầu mà giá của nó bằng nhau như thế thì sẽ chả có lý do gì để mà mình mua iPhone 15 thường với iPhone 15 Plus cả, thì mình sẽ ưu tiên mua iPhone 14 Pro và 14 Pro Max chứ, đúng không nào? Đấy, tuy nhiên là các cửa hàng ấy thì họ đã giải quyết bằng cái vấn đề như này. Cái vấn đề thứ nhất là đối với iPhone 15 nó sẽ xem giá với iPhone 14 Pro, thì họ sẽ làm gì ạ? Họ sẽ giảm giá của iPhone 15 xuống. Giá của iPhone 14 Pro thì mình thấy là cũng không thay đổi nhiều, nhưng iPhone 15 đã giảm giá xuống rồi. iPhone 15 bây giờ nó lệch tầm khoảng 2 triệu rưỡi so với 14 Pro, và chúng ta sẽ có cái lý do để chúng ta mua iPhone 15 hơn. Thế đối với cái trường hợp của iPhone 15 Plus với iPhone 14 Pro Max thì hôm trước mình có làm cái video thời điểm gần nhất là giá của nó rất là ngang nhau. Thế thì chả có lý do gì để mà mua 15 Plus cả. Và bây giờ thì sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một là giảm giá iPhone 15 Plus xuống, và hai là tăng giá bán của 14 Pro Max lên. Và người ta đã thực hiện cái phương án đấy là tăng giá bán của iPhone 14 Pro Max lên. Và các bạn sẽ thấy là iPhone 15 Plus gần như là so với cái thời điểm mới về Việt Nam giá đã không giảm. Đấy, thì người ta đã không giảm giá iPhone 15 Plus xuống. Đấy chứ ạ. Đấy thì cái đấy cũng là lý do. Và một cái lý do nữa, đấy là iPhone 14 Pro và 14 Pro Max bây giờ nó đã dừng sản xuất rồi. Nghĩa là nó sẽ không còn hàng mới tiếp tục ra mắt thị trường nữa. Và các cửa hàng bây giờ nếu họ còn tồn bao nhiêu hàng mới thì họ cứ túc tắc đến bán đến khi nào mà hết thì thôi. Không có lý do gì là phải giảm giá xuống cả, đúng nào? Đấy, nên là đấy là cái lý do mà tại sao iPhone 14 Pro Max nó tăng giá. Và thậm chí là lúc mà mình làm những video theo kiểu là thời điểm này là cái thời điểm mà nên mua 14 Pro Max, mình phân tích rất là kỹ cho các bạn là tại sao như thế các thứ, thì các bạn lại nói là ui dồi ôi, chắc là 14 Pro Max nó ế hay là nó bị lỗi màn hình thì mới phải đẩy, phải cần nhờ các review đẩy. Không phải đâu, mình đã phân tích rất kỹ như thế cho anh em, thì nếu anh em không mua được thì nó cũng hơi đáng tiếc. Nhưng mà thực ra là đáng tiếc ở đây là gì? Đáng tiếc đối với những người người ta có đã đủ tiền để mua 14 Pro Max rồi. Chứ còn ví dụ như bảo là chúng ta không bao giờ nghĩ đến chiếc điện thoại đó thì cũng có chả gì phải đáng tiếc cả, đúng không nào? Đó. Rồi, còn iPhone còn không bán được iPhone 15 hay không ấy, thì các bạn có thể gọi điện đến các cửa hàng thử đặt xem. Thì mình nghĩ là cái iPhone 15 phiên bản thường với là phiên bản Plus thì chúng ta sẽ mua rất là dễ dàng. Nhưng mà cái iPhone 15 Pro Max, đặc biệt là cái phiên bản màu titan tự nhiên ý, nó bị đội giá lên vô cùng khủng khiếp luôn. Và
đặt hàng chưa chắc đã nhận được hàng ngay đâu, thì anh em có thể cứ gọi điện đến các cửa hàng là anh em sẽ biết. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Có bạn hỏi là: chào anh Dương, chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe. Cảm ơn rất nhiều. Em có một câu hỏi là thời điểm hiện tại thì nên mua 13 mini hàng cũ hay là 13 mini hàng mới, bởi vì em thấy giá của nó chênh lệch nhau khoảng 2,5 triệu. Thế thì có bạn bảo là nếu mà 2,5 triệu mà bạn cảm thấy cố được thì tốt hơn, còn nếu mà không cố được thì không nên cố, bởi vì vì đập hộp sướng hơn. Quan trọng là bạn hoàn toàn an tâm chứ không biết hàng cũ người ta xài ra sao, với lại pháp sư rất cao. Rồi, ok, một comment rất là lùng củng đúng nào, nhưng mà đại loại là như này. Cá nhân mình thì mình thấy là đối với cả 13 mini bây giờ thì có một số cửa hàng họ đang bán cái sản phẩm này với mức giá là khoảng 12,5 triệu đối với cả hàng mới và khoảng 10 triệu đối với cả hàng cũ đi. Thế thì từ hàng cũ mà cố lên hàng mới, nghĩa là từ 10 triệu mà cố lên 12,5 triệu thì chúng ta sẽ cố thêm 2,5 triệu là bằng 25% giá trị của cái máy đấy rồi. Và với một cái khoảng cách như thế thì với bản thân mình nhé, mình sẽ ưu tiên mua hàng cũ hơn, bởi vì mình tính theo cái tỷ lệ phần trăm như vậy. Đấy, tuy nhiên là cũng giống như bạn comment phía dưới này, đấy là bạn có thực sự là yên tâm đối với cả hàng cũ hay không? Bởi vì là đối với cả 13 mini thì nó sẽ có xác suất xảy ra hàng dựng đấy. Tất nhiên xác suất xảy ra hàng dựng của 13 mini nó sẽ ít hơn những dòng khác, bởi vì thứ nhất là nó cũng rất là gần đây, nó không phải là một dòng quá cũ, cách đây khoảng 4-5 năm đúng không, nó không phải quá cũ như thế. Và tiếp theo nữa là cái 13 mini thì cái số lượng hàng bán ra ở Việt Nam thì nó cũng rất là ít, nên là cái kiểu như là cái xác suất để mà mặn mà trong cái việc dựng cái hàng đó thì nó cũng sẽ không cao như những cái dòng sản phẩm nó được ưa chuộng hơn, nên là vẫn có lý do để mà mua 13 mini được. Đấy, thì cá nhân mình thì với cái số tiền chênh lệch như này, với bản thân mình thì mình sẽ ưu tiên hàng cũ nhé. Nhưng mà có thể là với bạn, bạn cảm thấy rằng là 2,5 triệu để đánh đổi lấy cái sự yên tâm thì nó cũng hoàn toàn xứng đáng thôi, bởi vì bản thân mình thấy là cái sự yên tâm nó là vô giá mà. Thì chúng ta phải cân nhắc cái điều đó, xem là chúng ta có chấp nhận được cái số tiền này đánh đổi lấy sự yên tâm hay không. Quan trọng nhất vẫn là điều đấy thôi. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Các bạn hỏi là: giá iPhone 12 mini hiện nay loanh quanh tầm khoảng 6,000-6,500, vậy có nên mua để mà chạy Grab không? Thế thì có bạn bảo là dòng mini là pin yếu lắm bạn ơi, lại còn bé nữa. Thế thì cá nhân mình thấy như thế này, đấy là khi mà đi chạy Grab ấy, thì mình thấy các bạn hay có một cái kẹp điện thoại để ở trên cái tay lái của xe máy ấy. Đấy, thì chúng ta để cái kẹp điện thoại như thế, thì nếu mà chúng ta sử dụng những cái dòng nhỏ gọn như kiểu là 12 mini thì chúng ta để vào đấy, chúng ta cũng sẽ có một cái cảm giác nó yên tâm hơn, nó an toàn hơn, thay vì việc chúng ta để những điện thoại quá to. Tuy nhiên, cái nhược điểm của iPhone 12 mini khi mà chạy Grab đấy là gì? Đấy là vì cái kích thước màn hình của nó quá bé, nên là thành ra là với cái khoảng cách từ cái mắt của bạn nhìn đến cái chỗ điện thoại ở trên cái tay lái đấy là nó cũng khá là xa đấy. Tất nhiên không đến nỗi mà chúng ta không nhìn được, ví dụ như là nhìn bản đồ hay các thứ chúng ta vẫn có thể nhìn được. Đấy, nhưng mà bảo là nhìn vào các cái chi tiết chữ ở trên đấy là cũng sẽ khó khăn hơn rồi, đúng không nào? Đấy, mắt bạn nào tinh thì vẫn có thể nhìn được nhé. Đấy, còn một cái nữa là cũng giống như bạn này nói là cái pin của 12 mini thì nó khá là yếu. Vậy nên là cái 12 mini nó sẽ tiện nhất ở trong vấn đề là ở chúng ta kẹp điện thoại đấy, nó nhỏ gọn, nó kẹp nó dễ này. Và thứ hai nữa là nếu mà chúng ta có đút vào túi quần hay chúng ta có sử dụng nó khi mà đang di chuyển ở trên đường ấy, tất nhiên cái đấy là vi phạm luật giao thông đấy nhé, thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn so với cả những cái chiếc điện thoại khác, thế thôi. Chứ còn nếu mà là mình thì mình sẽ ưu tiên mua những chiếc điện thoại như này này. Thứ nhất, đấy là kích thước màn hình của nó phải lớn. Thứ hai nữa, đấy là pin của nó phải tốt. Và cái thứ ba nữa là mình sẽ ưu tiên một chút về cái khả năng kháng nước kháng bụi của nó, để nếu như đang đi đường mà nhỡ may có cơn mưa đổ xuống thì mình cũng không phải quá lo lắng. Đấy, thế thì tầm khoảng 6,000-6,500 bây giờ chúng ta cũng có nhiều sự lựa chọn mà. Ví dụ như là chúng ta có thể lựa chọn được Redmi Note 13 Pro mà vẫn thừa tiền, nhưng mình nói là thừa tiền luôn, chỉ cần bỏ ra tầm khoảng 5 triệu thôi mua một chiếc Redmi Note 13 Pro là được, hoặc là mua Redmi Note 13 Pro Plus cũng được. Hai con đó thì có con Pro Plus ấy, là có kháng nước kháng bụi IP68 luôn đấy. Thế thì bạn có thể mua cái con Pro Plus kia để mà chạy Grab. Nói chung là mình thấy là con đấy mà để chạy Grab thì là quá ổn luôn, màn hình lớn, pin tốt, xong rồi lại còn có cả kháng nước kháng bụi nữa. Đấy, thì anh em có thể cân nhắc mua con đó nhé. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Các bạn hỏi là: em chào anh ạ, anh ơi cho em một vài góp ý được không? Lúc trước em đang xài iPhone 14 Pro được 6 tháng, xong phải bán để mà xuống iPhone 12 để mà trả nợ. Giờ em có tiền rồi thì có nên mua lại 14 Pro Max hay là lên đời luôn 15 Pro Max?
mong anh tư vấn giúp em cảm ơn, chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn rất nhiều. Thế thì cá nhân mình thấy lên này, đầu tiên ý, là ngày xưa là bạn dùng 14 Pro được 6 tháng, xong bạn xuống 12 để mà trả nợ, đúng không? Như vậy là trong một cái khoảng thời gian này là bạn đã sử dụng quen cái điện thoại màn hình 6,1 inch rồi. Vậy là bạn sẽ xem ra là nếu mà bạn chuyển lên 14 Pro Max với một cái màn hình nó lớn hơn, hay 15 Pro Max với màn hình nó lớn hơn, thì nó có cảm thấy bất tiện hay không? Đấy, mình cũng nói luôn đấy là trước đây mình cũng ưu tiên mua những chiếc điện thoại màn hình lớn lắm, nhưng cuối cùng là đút vào túi quần cái thứ xong rồi đi mang đi nó hơi bất tiện, nên là thành ra là mình ưu tiên những chiếc điện thoại màn hình bé hơn. Đấy. Nhưng tất nhiên đấy là với nhu cầu của mình, nhưng còn có thể là với nhu cầu của bạn thì khác, nên là mình mới bảo bạn là bạn xem kỹ cái đấy. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đấy là bạn sẽ xem là ngày xưa bạn dùng cái 14 Pro ấy, bạn có cái điểm gì bạn lăn tăn về nó hay không. Ví dụ như bạn lăn tăn về việc là bạn cảm thấy hiệu năng của nó chưa được mạnh, nó chưa được thuyết phục mình, mặc dù hiệu năng của nó đã quá mạnh rồi, hay là cái camera của nó, ở bạn thấy người ta so sánh với S23 Ultra, bạn thấy của nó camera của nó không bằng, bạn muốn một camera tốt hơn, thì lúc đấy hãy nghĩ đến chuyện là lên 15 Pro Max. Còn nếu mà ngày xưa chúng ta dùng 14 Pro, chúng ta cảm thấy nó quá ngon rồi và nó đáp ứng được đủ nhu cầu của chúng ta rồi, thì chúng ta chỉ cần lên 14 Pro Max thôi. Tại vì sao? Tại vì chúng ta đã từng có khoảng thời gian là thiếu tiền mà phải bán điện thoại đi để mà trả nợ, để mà xuống đời điện thoại. Thì bây giờ khi mà chúng ta có tiền vào rồi, thì thời điểm đầu chúng ta cứ bình tĩnh mua những cái điện thoại mà nó phù hợp với cả chúng ta, chứ cũng không cần phải lên đời một cái điện thoại nó quá đắt tiền làm cái gì cả. iPhone 14 Pro Max và 15 Pro Max lệch nhau một số tiền khá lớn, cũng phải 7-8 triệu gì đấy. Và số tiền đấy chúng ta giữ lại để mà làm việc khác. Đấy, đấy là quan điểm của mình. Chốt là mua 14 Pro Max. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Các bạn hỏi là không hiểu nổi tại sao người Việt Nam mình lại thích iPhone cũ như thế. Phải chi là máy cũ rẻ thì không nói làm gì, nhưng mà máy cũ mà giá lại trên trời. Bây giờ mà mua 12 Pro Max bị ở cửa hàng bán cũ với giá trên 15 củ, thế mà vẫn mua, đúng là tài. Kêu iPhone 13, 14 Pro Max mà không chịu suy nghĩ, máy cũ nó dùng tùm lum, nó xài nát bét mà cũng dùng, nói không có tiền tại bi đát cái gì đây. Đại loại là mình nói thật chứ tiếng Việt của chúng ta rất phong phú, nhưng mà viết tiếng Việt mà sai té le từ lưa ra như thế này thì thực sự là mình, cái này là mình phải trách cái người soạn câu hỏi này. Nếu mà mình mà soạn câu hỏi thì mình sẽ không đưa câu hỏi này vào trong số tư vấn điện thoại, bởi vì còn nhiều câu hỏi khác cần phải trả lời hơn. Nhưng mà đại loại thì mình nghĩ là chắc là các bạn soạn câu hỏi này bạn cũng quan tâm đến cái nội dung của bạn nhiều hơn, nghĩa là tại sao người Việt Nam lại thích mua iPhone cũ như thế, đúng không nào? Đấy, bởi vì như này này, thứ nhất là giá iPhone mới rất là đắt, mà các bạn biết là thu nhập bình quân đầu người của người Việt Nam là không cao, đúng không nào? Thứ hai nữa là người ta mua iPhone cũ bởi vì đơn giản là người ta không cần phải tìm hiểu về những cái điện thoại mới làm cái gì. Tôi không có nhu cầu tìm hiểu về những cái điện thoại mới của Trung Quốc làm cái gì. Đấy, bởi vì mặc định ở trong đầu của tôi là tôi không thích Android, tôi chỉ thích iPhone thôi. Ví dụ thế chẳng hạn. Cũng giống như việc là bây giờ nhá, có những người ta mua điều hòa này, người ta mặc định người ta chỉ nghĩ đến Daikin thôi. Ví dụ thế, Daikin hay là Panasonic, hay là người ta mua TV, người ta chỉ nghĩ đến Sony chẳng hạn. Ví dụ như thế thì mặc định người ta không cần phải nghĩ đến những cái khác. Mình nói thật với các bạn chứ, ví dụ bây giờ với một cái số tiền giá nó rất là rẻ, chúng ta đã có thể mua được những cái điều hòa có inverter của các hãng khác rồi. Nhưng có những người ta chấp nhận, người ta mua điều hòa Daikin cũ hay là mua những điều hòa Nhật bãi cũ, người ta về sử dụng có vấn đề gì đâu. Đấy, ví dụ như thế, mà người ta không cần phải tìm hiểu đến những cái hãng xa lạ kia để làm cái gì cả. Đấy, thì đấy là nhu cầu chính đáng của con người thôi, đúng không nào? Và có bạn thì bảo là tại sao chúng ta cảm thấy là cái 12 Pro Max này nó giá nó vẫn mười mấy triệu, 15 triệu, 15 triệu chúng ta có thể mua được những điện thoại hàng mới tinh ngon nghè thôi. Nhưng vấn đề là người ta không thích, người ta chỉ thích iPhone thôi, ví dụ thế chẳng hạn, thì sẽ rất là khó, đúng không nào? Ví dụ bây giờ nhá, bạn có thể bỏ tiền ra để mua một cái chiếc xe máy điện ngon nghè luôn, hay là bỏ tiền ra để mà mua một chiếc xe máy của Trung Quốc hàng mới tinh đi. Đấy, nhưng mà người ta vẫn cứ bỏ tiền ra để mà mua một chiếc Way Alpha, thà là hàng cũ còn hơn. Đấy, ví dụ như thế. Thì đấy là nhu cầu của con người thôi. Và thêm nữa là khi mà người ta đã mua những cái chiếc điện thoại này thì người ta không có tham chiếu để mà so sánh sang với những chiếc điện thoại những chiếc điện thoại Android hàng mới. Khi mà người ta đã không có tham chiếu so sánh rồi thì nó là chiếc điện thoại duy nhất. Đấy, top of mind luôn. Đấy, là cái ghi mà trong đầu của chúng ta luôn. Ngay đầu tiên nhắc đến nó là chúng ta đã nghĩ đến rồi. Thì đấy là lý do.
Chứ còn mình nghĩ là cái việc mua cũ hay là mua mới thì nó tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi người, tùy thuộc vào điều kiện tài chính của mỗi người. Cái này là chúng ta không thể nào mà phê phán được, đúng nào. Cũng giống như việc là thậm chí bây giờ nha, có những cái như quần áo này này, người ta vẫn có thể mua cũ cơ mà, đúng nào. Bởi vì người ta thích cái kiểu dáng của cái áo đấy. Thay vì việc là bây giờ cũng một số tiền, thậm chí là những quần áo cũ nhá, mà là hàng hiệu nhưng giá nó rất là đắt luôn, đắt khủng khiếp luôn ấy. Chứ không phải là, đừng có nghĩ là rẻ nhá. Người ta vẫn cứ thích, người ta mua quần áo, người ta còn mua cũ được mà, không chỉ là điện thoại, đúng không ạ? Đấy, thì mình nghĩ là cái này là điều bình thường ở trong cuộc sống rồi. Hãy chấp nhận những cái điều bình thường đấy thay vì ngồi ca tháng, được chưa? Rồi, và như vậy là câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.